Chồng ơi, anh cho Trương mượn cái sổ đỏ, nó đi vay ngân hàng lấy tiền làm ăn nha. Không được, cái nhà chứ không phải là cái xe đâu mà thích mượn sổ đỏ là mượn em. Mượn một thời gian thôi mà, dù gì thì tài sản của cái nhà này cũng có công của em. Nó là em trai em mà, cho mượn một thời gian đi. Anh nói không là không nhá. Anh, dù gì nó cũng đứng đây, anh ăn nói sao mà nể mặt em chút chứ. Ôi giời, tưởng thế nào, anh trẻ thì cũng như người dưng. Thôi, giờ anh đi công việc rồi, khỏi chờ cơm đi nhá. Thôi đừng có giận nữa, tao cũng có nói được gì ổng đâu. Chứ có làm gì được khác đâu, em xưa giờ đâu nghĩ ông keo anh thế. Nhờ giúp thằng Trương có một xíu mà không giúp, mày dẫn bạn về làm cái gì vậy? Đây là anh Việt Anh, bạn anh. Anh Việt Anh sẽ thay mặt anh cho em vay tiền, anh sẽ trả lãi, còn em sẽ phải chịu trách nhiệm trả gốc với anh Việt Anh nhé. Nhà mình có sổ đỏ, không cầm cho rồi đi, làm gì chứ cho tốn lãi vậy? Thà anh tốn một chút tiền lãi, nhưng mà Trương thì phải có trách nhiệm với người khác. Chứ nếu với anh, mai kia có chuyện gì xảy ra thì lại rạn nứt tình anh em. Ờ, ra là vậy. Cũng được. Không phải là anh tiếc tiền với em, mà anh không muốn xảy ra xích mích không cần thiết với người nhà em ạ. Em xin lỗi anh rể, em cứ nghĩ là anh kỳ bo, do em không hiểu chuyện. Em xin lỗi nhé. Em hiểu là tốt rồi.